everyone, today you will study Unit 7C with topic, any ideas? Rồi, number one, reading and writing. Number one, use the adjective to discuss the sport in the picture as in the example. Rồi, bài số 1 này người ta yêu cầu các bạn sẽ dùng những cái tính từ cho sẵn để thảo luận về những cái môn thể thao trong bức tranh ha, như là ví dụ. Rồi, các bạn sẽ nhìn vào sách trang 76 nhé. Các bạn sẽ có 8 cái tính từ. Cô sẽ giải thích nghĩa của nó. Number 1, dangerous, nguy hiểm. Number 2, exciting, hào hứng. Number 3, expensive, đắt. Number 4, boring, buồn chán. Number 5, feeling, cảm động, cảm xúc động. Number 6, challenging, thử thách. Number 7, competitive, tranh đua. Number 8, difficult, khó khăn. Như vậy bây giờ các bạn sẽ dùng 8 cái tính từ này để thảo luận về những cái môn thể thao trong tranh. Chúng ta sẽ có những cái môn thể thao như là football, sailing, tennis, motocross, snowboarding, kayaking. Nào, các bạn sẽ nhìn cái ví dụ trong sách như là I like football. So do I. It's very exciting. Tôi thích đá banh. Tôi cũng vậy. Nó rất là hào hứng. Ví dụ thứ hai, I don't like tennis. Tôi không thích tennis. Neither do I. Tôi cũng không. It's boring. Nó thì rất là buồn. Rồi, như vậy các bạn sẽ dùng những cái tính từ còn lại để nói về những bức tranh còn lại nhé. Cô sẽ có những cái câu trả lời gợi ý cho các bạn nhé. Ví dụ như là I love motocross, so do I, it's feeling. I don't like kayaking, neither do I, it's dangerous. I like sailing, so do I, it's very competitive. I don't like snowboarding, neither do I, it's very expensive. I like football, so do I, it's very challenging. I don't like tennis, neither do I, it's boring. Các bạn hãy tham khảo những cái câu trả lời gợi ý của cô nhé. Number 2, read Mike's email and list the adjective he used to describe his work. Then explain the work pieces in bold. Như vậy đầu tiên các bạn hãy đọc một cái lá mail của Mike gửi cho Dave. Sau đó các bạn sẽ ghi ra những cái tính từ mà anh ấy sử dụng để mô tả về cái môn thể thao nhé. Rồi, các bạn sẽ đọc. Hi Dave, you have asked me to give you my opinion on which sport you should choose, football or snowboarding. They are both healing sports. Football is very exciting and it isn't expensive to play, but it can be dangerous. You can easily get hurt. Snowboarding is a more challenging sport, but it's very expensive. You need to buy a lot of equipment such as a snowboard, special clothes, and goggles. To me, both sports are exciting. You should choose the one that you like the most. Hope I've been of some help. Good luck, Mike. Rồi, các bạn hãy tìm cho cô những cái tính từ để mô tả về những cái môn thể thao nhé. Và đây là phần answer key của cô. Về football thì người ta sẽ dùng những tính từ để mô tả feeling, exciting, not expensive, dangerous. Snowboarding thì người ta sẽ dùng những tính từ feeling, challenging, expensive, exciting. Các bạn coi các bạn có làm giống như cô hay không. Rồi cô cũng giải thích ký những cái từ và những cái cụm từ in đậm luôn. Explain the words, pieces in bold. Number 1, opinion, ý kiến, quan điểm. Number 2, choose, là chọn. Number 3, feeling, cảm động, xúc động. Number 4, challenging, thử thách. Number 5, equipment, thiết bị. Number 6, snowboard, tấm trắng tuyết.
Number 7, goggles, kính bảo hộ. Number 8, good luck, chúc may mắn. Rồi, tiếp theo là mình sẽ học một cái điểm ngữ pháp. We can use subject, object pronouns and possessive adjective to avoid repeating the same words. Ở đây, chúng ta có thể sử dụng những cái đại từ, túc từ hoặc là những tính từ sở hữu để tránh cái việc lặp lại những cái từ giống nhau. Ở đây các bạn sẽ thấy một cái ví dụ nhỏ thôi. It's Tom's racket. Nó là cây vợt của Tom. Give it to him. Hãy đưa nó cho anh ấy. Thay vì nếu bình thường chúng ta sẽ nói là give the racket to Tom thì nó sẽ không hay. Chúng ta sẽ thay thế cái chữ it cho chữ the racket. Thay thế chữ Tom cho chữ him. Được chưa? Rồi, ở đây cô cũng nhắc luôn cho các bạn, nhắc lại cho các bạn, có nhiều bạn đã quên đi là cái gì là subject pronoun, cái gì là object pronoun và possessive adjective. Như vậy ở đây subject pronoun các bạn sẽ nhớ lại she, he, it, I, you, they, we. Object pronoun her, him, it, me, you, them, us. Possessive adjective her, it, your, their, our. Các bạn hãy dở lại bài cũ và xem lại phần này nhé. Ở bài tập số 3, các bạn sẽ thay thế những cái từ hoặc là những cái cụm từ in đậm với những cái subject pronoun, object pronoun hoặc là possessive adjective như phần lý thuyết mình mới vừa học nhé. Number 1, football and karate are sports. Football and karate are dangerous. Các bạn sẽ thay thế chữ cụm từ football and karate bằng cách nào? Bằng từ gì? Number 2, Chuck is playing golf. Look at Chuck. Như vậy các bạn sẽ thay thế chữ chase thành chữ gì đấy? Number 3, where's the ball? Do you have the ball? Các bạn sẽ thay thế chữ the ball bằng chữ gì? Number 4, I want to talk to Mike. Do you have Mike's number? Các bạn sẽ thay thế chữ Mike là chữ gì đấy? Rồi, mời các bạn làm. Ok, now, correct please. Number 1, football and karate are sports. Như vậy cô sẽ thay thế chữ football and karate bằng chữ they are dangerous thì nó sẽ ngắn hơn và hay hơn. Number 2, Chase is playing golf. Look at thay vì nói là look at Chase thì mình sẽ thấy Chase là him, right? Look at him, right? Number 3, where's the ball? Do you have the ball? Thay vì mình nói là do you have the ball thì mình nó dài quá thì mình sẽ chuyển lại là do you have it? Ngắn gọn và hay ha các bạn ha. Rồi, number 4, I want to talk to Mike. Do you have Mike's number? Thay vì mình lại nhắc lại Mike phải S ha, sở hữu cách. Ở đây mình sẽ thế chữ Mike thành chữ gì? His number. Do you understand? Right? Okay, thank you. Number 4. Listen to John comparing sailing to kayaking and complete the table. Ở bài tập số 4 này các bạn sẽ nghe và so sánh coi cái môn sailing và cái môn kayaking có những điểm nào tốt và những điểm nào xấu nhé. Nào các bạn cùng nghe. Let's listen. Unit 7C. Any ideas? Exercise 4, page 76. You asked me to give you my opinion on which sport to choose, cycling or kayaking. They are both exciting sports. Cycling is thrilling and it's challenging, but it's dangerous. You can hurt yourself easily. Kayaking is competitive, but expensive. To me, both sports are interesting. You should choose the one you like the most. Unit.
Rồi, các bạn có nghe rõ không nào? À, bây giờ các bạn hãy điền những cái điểm good points and bad points cho hai cái môn sailing và kayaking này nhé. Finish. Okay. À, như vậy bây giờ cô có thể đưa ra cái đáp án của cô như thế này. Đối với sailing, những cái điểm tốt sẽ có là exciting, feeling, challenging, interesting. Đối với môn kayaking thì những điểm tốt là exciting, competitive, interesting. Còn điểm xấu đối với môn sailing là dangerous. Đối với môn kayaking thì expensive. Các bạn có ghi đúng như cô không nào? Và đây là một phần homework dành cho các bạn. Các bạn ở nhà, các bạn sẽ viết một lá thư gửi cho bạn mình. Your American paper can't decide which sport to take up, kayaking or sailing. Use the completed table in exercise 4 to write him an email. Rồi, ha, các bạn tưởng tượng mình sẽ gửi cho một bạn qua thư ở Mỹ. À, các bạn bạn ấy không quyết định được sẽ tham gia vào cái môn thể thao nào, ha, kayaking hay là sailing, thì chúng ta hãy dựa vào cái bài số tập số 4, lấy những thông tin của bài tập số 4, các bạn sẽ viết cho anh ấy, gửi email cho anh ấy để tư vấn cho anh ấy. Ha, lá thư sẽ có độ dài khoảng 50 đến 80 từ các bạn nhé. Và dưới đây người ta cũng làm cho mình một cái sườn gợi ý dear chấm chấm. Ha, part 1, paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3. Paragraph 1 thì cũng giống như cái phần email trên cái bài 1 á. Các bạn coi ha. À, you have asked me to give you your opinion on which sport to do. Đây đây. À, bạn yêu cầu tôi cho bạn cái ý kiến về cái việc mà chọn cái môn thể thao nào. Kayaking hay là sailing. They are both exciting sports. Tôi nghĩ đây cả hai đều là môn thể thao thú vị. Rồi, sailing is, nó thì như thế nào? Các bạn sẽ liệt kê ra, but như thế nào? You can, chấm chấm, kayaking is, but, những cái chỗ chấm chấm các bạn sẽ điền những cái tính từ vào, ha, describe cái môn thể thao đó cho cô, được chưa? Rồi, paragraph 3, to me, both sports are interesting. You should do the one you like the most. Hope I have been of some help. Cũng giống như câu chốt lại ở bài email kia, các bạn sẽ cho rằng hai môn thể thao này đều thú vị và bạn nên chọn cái nào mà bạn thích nhất, được chưa? Rồi, good luck và ký tên của mình. Understand? À, cũng là khá là dễ chứ không khó ha các bạn ha. Bạn cố gắng ở nhà viết cho cô nhé. Rồi, sau khi các bạn làm bài tập xong, các bạn sẽ gửi về địa chỉ mail. Những ai học lớp Miss Hồng thì các bạn sẽ gửi mail về địa chỉ mail lovelygirls0410@gmail.com. Những bạn nào học lớp Miss Trang, các bạn hãy gửi mail về hana0411820@gmail.com các bạn nhé. Chúc các bạn làm bài thật tốt. Thương chào và hẹn gặp lại.